Như mọi người đã biết á, thì đây là một cái hình ảnh bác sĩ Trí mới thấy được về cái bệnh lý đột quỵ. Bác sĩ Trí đã từng chia sẻ mọi người rồi, đó là đột quỵ á, nó có hai dạng chính đúng không? Đó chính là dạng thứ nhất tắc nghẽn mạch máu não, và cái thứ hai đó là vỡ mạch máu não gây xuất huyết não ha. Xuất huyết não tức là mình chảy máu não ra bên ngoài đó. Vậy thì ở đây không biết là mọi người có nhớ hay không, cái đột quỵ mà nhồi máu não tức là tắc nghẽn mạch máu não á, do một cái cục máu đông á, thì nó chiếm đến 80%, là một con số rất là lớn rồi. Một số tài liệu nó ghi đến 85%, tức là cứ khoảng 10 người bệnh lý, 10 người có tình trạng đột quỵ á, là có tới 8 người là do cái cục máu đông nó tắc nghẽn nha mọi người. Cho nên mọi người phải nhớ này, đó là cái sự nguy hiểm khi mà chúng ta có một cái cục máu đông ở trong người đúng không? Vậy thì cái cục máu đông này nó hình thành như thế nào? Đầu tiên á, là khởi đầu đó là do tình trạng mỡ máu cao, tình trạng mỡ máu cao, rồi sau đó nhiều năm nhiều tháng nó sẽ hình thành nên những cái mảng xơ vữa, đó là cái mảng màu vàng vàng mọi người nhìn thấy trong cái mạch máu đó. Rồi khi mà cái mảng xơ vữa này nó bị bóc tách ra đó, thì lúc này tại cái vị trí mà mảng xơ vữa nó bị bóc tách á, nó sẽ kết cụm lại những cái tế bào tiểu cầu và nó hình thành nên một cái cục máu đông ha. Và nó sẽ hình thành một cục máu đông. Vậy thì cái cục máu đông đó nó sẽ trông như thế nào? Đây, bác sĩ Trí cho mọi người xem tiếp cái hình một cái cục máu đông. Đây là hình mô phỏng một cái cục máu đông. Và đó, mọi người có thể là nhìn thấy những cái tế bào máu là những cái hình đỏ đỏ đó. Rồi bên cạnh đó thì nó sẽ có những cái hình, những cái sợi dây màu xám xám vàng vàng. Đó chính là cái sợi này nó kết cụm những cái tế bào máu lại nha, tạo thành một cái cục máu đông ha. Là có 5 loại thuốc mà nó có thể giúp cho chúng ta phòng ngừa được đột quỵ nha. Có 5 loại thuốc, thì trong đó một số loại thuốc đó là thuốc chống kết tập tiểu cầu, mà có thể là nhiều cô chú anh chị mình đang dùng rồi, ví dụ như là aspirin hoặc là clopidogrel ha. Cái thứ hai nữa đó chính là cái thuốc chống đông máu. Cái thuốc chống đông máu thì thường dùng khi mà mình đã có những cái bệnh lý mà rối loạn nhịp tim, mình đã có những cái cục máu đông trong người, hoặc là mình đã có những cái vật dụng, những cái dụng cụ gì đó ở trong mạch máu trong tim, ví dụ như là mọi người đặt thay van tim á, mọi người mổ tim, thay van tim, có những cái dụng cụ nữa ở trong tim, thì lúc này mình có dùng cái cục máu đông ha. Rồi bên cạnh đó nó sẽ còn có những cái loại thuốc nó giúp cho mình tiêu được cái cục máu đông. Thuốc tiêu cục máu đông thì có thể là mọi người sẽ được dùng khi mà mình vào bệnh viện, lúc này mình được bác sĩ chẩn đoán là có một cái cục máu đông nó gây tắc nghẽn, nó gây cho mình tình trạng tai biến đột quỵ, thì lúc này bác sĩ sẽ dùng cái thuốc tan cục máu đông đó. Nhưng mà thuốc này là chỉ dùng bằng dạng chích thôi. Và cái thuốc này là khi mà mình đã bị đột quỵ rồi mình mới dùng ha, chứ mình không có tự thế nào mà mình dùng ở nhà được. Rồi bên cạnh đó một số loại thuốc nó giúp cho mọi người có thể phòng ngừa được đột quỵ, đó chính là cái thuốc mỡ máu. Nhiều cô chú anh chị mình đã có mỡ máu, đã có xơ vữa mạch máu đó, thì thuốc mỡ máu nó sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa được đột quỵ thông qua cái cơ chế đó, là thuốc mỡ máu nó giúp cho mình là giảm được cái mỡ máu, và cái thứ hai là nó sẽ làm cho cái mảng xơ vữa này nè nó sẽ ổn định hơn nha. Như mọi người đã biết là cái mảng xơ vữa đó, thì cái mảng xơ vữa này nếu mà bị bóc tách thì nó sẽ có nguy cơ nó làm cho mình tạo thành cục máu đông đúng không? Vậy thì cái thuốc mỡ máu mà nhiều cô chú anh chị đang dùng á, thì nó sẽ giúp cho mình là chống viêm và ổn định cái mảng xơ vữa nha. Rồi bên cạnh đó là cái thuốc huyết áp nữa. Thuốc huyết áp cũng là một trong những cái loại thuốc mà giúp cho chúng ta là phòng ngừa được đột quỵ, cho nên là nhiều cô chú anh chị mình đang có huyết áp cao thì mình cố gắng mình điều trị thật là tốt nha. Và bên cạnh đó thì hôm qua nó cũng có một cái loại thuốc mà bác sĩ Trí có giới thiệu cho mọi người, đó chính là cái thuốc mà nó chiết xuất từ cái mầm đậu nành lên men á, tức là cái natto đó. Thì nó cũng là một trong những cái thuốc mà nó đã có nghiên cứu, nó giúp cho chúng ta là hỗ trợ mình làm tan cái cục máu đông và hỗ trợ cho mình là ngừa được cái cục máu đông này rồi ha. Thì cái hình này là cái hình, đó chính là cái sản phẩm đậu nành lên men. Nhưng mà không phải là cái đậu nành này nha mọi người, mà cái sợi màu trắng này nè, đó chính là cái sợi lên men á. Mọi người nhìn cái sợi màu trắng này, đó chính là cái men nastokina. Cái men nastokina nó là một trong những cái loại mà nó đã được nghiên cứu, nó giúp cho mình là ngăn ngừa được cái cục máu đông và nó giúp cho mình là tan được cục máu đông ha, nếu như mà mình có cái cục máu đông đó rồi. Và những cái loại thuốc mà hồi nãy bác sĩ Trí chia sẻ đó là những loại thuốc như là thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chống kết tập tiểu cầu, hoặc là thuốc chống đông, hoặc là thuốc tiêu sợi huyết, là cái thuốc mà bơm vào lúc mà mình bị đột quỵ, hoặc là cái thuốc huyết áp, thuốc mỡ máu, đều là những loại thuốc kê đơn nha, đều là những loại thuốc kê đơn, tại vì lúc đó khi mà mình có chỉ định mình mới dùng. Tại vì dùng nó cũng liên quan tới cái việc mà nó nguy cơ nó chảy máu, những cái thuốc mà bác sĩ kê cho mọi người á, hoặc là thuốc mà làm tan cái cục máu đông á, phải có chỉ định mình mới dùng. Còn những cái loại thuốc như là cái chiết xuất từ cái đậu nành lên men này,
thì nó là nằm trong những cái loại thuốc là không kê đơn. Mình có thể là mình sử dụng cái đậu nành lên men này thông qua cái đường thực phẩm mình ăn vào hàng ngày, còn không thì mình có thể là mình sử dụng luôn những cái dạng viên mà nó tổng hợp lên từ cái men natto này nha. Thì cái đậu nành lên men này thì gần như bác sĩ Trí thấy là ở Việt Nam mình cũng chưa có quen ăn cái này, mà cái này thì nó rất là phổ biến ở Nhật Bản, bên cạnh đó thì có Hàn Quốc nữa, Trung Quốc người ta cũng ăn cái này rất là nhiều, và bây giờ là những nước như châu Âu, châu Mỹ là người ta cũng bắt đầu người ta thấy những cái lợi ích của nó, cho nên là người ta chuyển qua người ta sử dụng này khá là nhiều, và bắt đầu nó sẽ có rất là nhiều cái dạng viên viên uống tổng hợp từ cái men natokina này, nó giúp cho chúng ta có thể phòng ngừa, hỗ trợ phòng ngừa được hình thành việc hình thành cục máu đông nha. Cái đậu tương lên men này thì nó sẽ có cái tác dụng, nó sẽ giúp cho mình là tan được cái cục máu đông trong cái động mạch của mình và kể cả trong cái tĩnh mạch của mình luôn. Mọi người nhớ là cái mạch máu của mình nó có hai dạng đúng không? Hai dạng đó là trong động mạch và trong tĩnh mạch. Trong động mạch và trong tĩnh mạch luôn. Thì cái enzyme natokina này nè, nó chiết xuất từ cái trong cái đậu nành này, nó sẽ làm tiêu được cả hai dạng, từ trong động mạch và trong tĩnh mạch, thì cái đó là đã được nghiên cứu rồi ha. Đây là cái nghiên cứu của natto mà nó đã được đăng trên thư viện y khoa quốc gia Hoa Kỳ. Cái này thì nó là nguyên bản tiếng Anh ha. Vậy thì bác sĩ Trí nhắc sơ lại một số cái loại, một số cái tác dụng nha. Thứ nhất, nó sẽ giúp cho chúng ta là tiêu được cái cục máu đông và hỗ trợ cho mình là phòng ngừa được hình thành cục máu đông nha. Nhưng mà ở đây thì người ta cũng có nói là chúng ta phải dùng đủ cái liều. Theo những cái nghiên cứu người ta đã sử dụng trên động vật và trên người luôn á, thì người ta dùng là phải liều từ 2000 FU vào một ngày thì nó mới có hiệu quả nha. Bên cạnh đó thì cái natto này nó sẽ còn có tác dụng là giúp cho chúng ta giảm được cái chỉ số huyết áp. Đây là một cái điều vô cùng đặc biệt. Nó giúp cho chúng ta là giảm được chỉ số huyết áp nếu mà chúng ta bổ sung đủ liều. Thì ở đây cái nghiên cứu này nó nói là nếu mà chúng ta giảm dùng trong vòng cái natto này, cái đậu tương lên men này, nếu mà dùng trong được 8 tuần thì nó giảm được trung bình là 5,5 mm thủy ngân đối với huyết áp tâm thu, và đối với huyết áp tâm trương là nó giảm được 2,84 mm thủy ngân. Là đối với những trường hợp mà đã bị bệnh tăng huyết áp nha. Còn những trường hợp mà chưa bị bệnh tăng huyết áp thì gần như nó không gây tụt huyết áp nha. Cho nên là những cô chú anh chị mình đã sử dụng những cái natto này rồi thì mọi người yên tâm. Nó cũng giống như cái viên omega 3 nhuyễn thể vậy đó mọi người. Nó sẽ giúp cho chúng ta là hạ được huyết áp đối với những trường hợp mà mình đã có tăng huyết áp. Còn những trường hợp mà chưa có tăng huyết áp thì gần như nó sẽ không có hạ huyết áp đâu. Cho nên là mọi người yên tâm khi mà mọi người dùng cái viên natto, viên omega 3 này nha. Rồi bên cạnh đó thì nó sẽ còn một cái tác dụng nữa của cái đầu tư lên men này, đó là nó giúp cho chúng ta là giảm được kích thước mảng xơ vữa ha. Thì cái này thì nó cũng đã có cái nghiên cứu rồi. Nó giúp cho chúng ta là giảm được cái mảng xơ vữa. Đây là sau khi điều trị được 26 tuần thì cái mảng xơ vữa nó giảm kích thước từ 0,25 cm² xuống còn 0,16 cm². Thì đây là một trong những cái loại thuốc mà tới bây giờ bác sĩ Trí thấy là nó có nghiên cứu rõ ràng là nó giúp cho mình là giảm được mảng xơ vữa đó. Chứ còn trước đây thì gần như một số cô chú anh chị mình cũng hay hỏi bác sĩ Trí đó là cái thuốc gì để mà giảm mảng xơ vữa, thì gần như rất hiếm có loại thuốc nào nó giúp cho mình giảm được xơ vữa. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.